Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cái chai cước rút Thái Lan và hướng dẫn sử dụng cho anh em nhé. Đây này, đây là một chai cước rút nha Thái Lan nhé, còn được gọi là chai bà già. Cái chai này cao tầm 2m1, được thiết kế rất tinh xảo này. Đấy, hệ thống cước rút nha, chỉ cần rút lên nha sẽ tạo thành một cái túi. Đấy. Rút lên rút xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, sẽ tạo thành một cái túi rất to nhé. Rất là hiệu quả cho anh em khi sử dụng chài. Sẽ cước là tầm 2 phân nhé. 2 phân là một ngón tay chó đấy. Được thiết kế có một cái đĩa này để trông rối luôn. Trông rối bằng quăng rất tròn luôn. Đấy, mình sẽ quay lại chi tiết cho anh em xem. Đấy, kéo lên sẽ là một cái túi luôn. Rất là đơn giản luôn. Cái này là bung ra tầm chai này bung ra tầm 4 mét nhá anh em nhá. Có rất nhiều anh em muốn hỏi cách quăng chài, hôm nay mình sẽ làm một cái video, không phải làm mà gọi là mượn tạm một video của bên Thái Lan, mình sẽ thuyết minh lại cho anh em. Đây, chài rút lên thôi, rút lên thành một cái túi luôn, rất là chi tiết luôn nhá. Khi mua sẽ anh em sẽ được tặng một cái tay cầm, tay quăng chài tầm dài tầm 5m. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em này cách quăng chài nhá. Anh em nhớ xem kỹ video nhá. Đầu tiên mình sẽ cầm cái túi ở dưới đáy của cái đĩa, mình quấn vào thôi. Đấy, anh em có nhìn chi tiết nha. Người thợ bên Thái Lan sẽ dạy cho anh em cách quăng chài. Cầm buộc vào mình một cầm một cái lắm thôi. Nắm rất là to nhá. Đầu tiên anh em sử dụng rất là khó, nhưng mà xem video của mình là sẽ sử dụng được rất dễ luôn. Đấy. Cho một ít chài lên bên vai nhá. Nếu anh em thấy dài thì anh em có cầm một lắm nữa vào cũng được. Rồi cầm một cái chì này. Đấy, đuôi chì mình chỉ quăng thôi. Quăng ra rất là đơn giản. Mình sẽ quăng cho anh em xem nhá. Đấy, rất là tròn luôn. Mẹ chai lần này đã không được con cá nào, nhưng chắc lần sau chắc sẽ được. Này ta pek khẩu ba nè, tụi này nặng 2 kg quá quả. Khẩu ba nặng 2 kg quá quả. Lớn mày. Để hôm nay thoát bẹp thai hay đủ lọt nừng. Đây là mình sẽ làm lại cho anh em xem nha. Đây mình cầm từng lắm dây một. Cầm thật chặt nhá. Rồi nhấc chài lên. Nhấc ra sao cho nó tất cả nó xuôi xuống, thẳng đều thẳng tắp luôn. Đây mình túm một đoạn lên rồi mình nhấc lên để cho nó đỡ dài.
song song với cả đầu mình luôn. Mình cầm một đoạn đây một lắm, cho vào đây, cho vào tay. Đây, anh em cứ làm theo những người thợ của bên Thái Lan nha. Đây là em mình thì quay lại lồng lại tiếng video cho anh em dễ hiểu thôi. Mình cung cấp loại chai này nhá, chai màu này mình cung cấp có size từ 1,5 m này, 1,8 m, 2,1 m, 2,4 m nha. Giá cũng rẻ thôi, 400, 450, 500, 550, bao ship cho anh em toàn quốc, nhập xì đều cho anh em luôn. Đấy, rất là đơn giản. ถ้าอยู่ในที่ป่าชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีตรงเนี้ยมันลึกตรงนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำครับค่อนข้างจะลึกต่อไปการทอดแบบแห่ฝรั่งเลยที่เขาบอกกันนะแต่ผมยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ผมจะทำให้ดูความแตกต่างเชือกเดี๋ยวดูไล่กันใหม่นะนี่ไงมีแซนลำไส้ให้ช่วยแง้มแซมเลยนำนิ่งช่วยแง้มแซมนู่นนะ đấy. Cái dây này dài tầm 5 mét nhé. Là có, mình đơm khắp. Mình đơm khắp cứ cầm đĩa lên. Đốt. Rồi nó thắng rồi. Rồi cầm túm một đoạn này. Túm một đoạn nữa ấy, xong rồi nhấc lên. Đấy. Cho nó ngang với cả đầu mình nhá. Mình cầm là tay lên tay trái. Càng khưng. Tay phải đấy. Tay phải tay trái gì đấy tùy theo từng người quận vào đoạn đấy. Rồi cầm một túm này, túm túm nữa ấy, túm trải. Túm này có bẻ khưng ครับ. Mấy cái ของแห่ thai đan khóa ของ ผม เนี่ย จะ น้อย. Túm thật nhiều vào nhá. Túm càng nhiều thì độ mở rộng càng khưng hoặc kẹp khưng có đai. Càng xòe càng to ra. Sắc khớp nึง ฮะ, ช่วง เนี้ย เหลือ สัก khớp นึง. Mà ประมาณ นี้. แล้วก็เดี๋ยวเราต้องจับตะกั่วด้วยทำมันก็คำร้อนเสียเยอะมันคำเล่นได้จับตะกั่วแล้วอย่างนี้เลยเปิดเอาใหม่แล้วไอ้ยำดีกว่างเลยฝรั่งมันไม่ชินไงเราไม่ชินมันนะมันนะช่วยไอ้ยำแซมชี้เทียดจ้ะเงยเท่าเป็นไทยแลนด์ของชายนะไอ้ชายนี้มันหยับเขาถึงตั้ง100%เป็นไทยแลนด์ไอ้ชายใบมองถึงมือจ้าเลยbề màu thì nó khác mỗi màu sắc thôi, còn mình hiện tại vẫn đang cung cấp loại màu cực chặt nhá, cực thái màu trắng, size 3,5 m, 1,8 m, 2,1 m, 2,4 m, giá thì 400, 450, 500, 550, bao ship toàn quốc, hàng luôn có sẵn. Anh em nhập xí này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0982 510555 nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho mình. Mình sẽ ra những sản phẩm dụng cụ để bắt cá, bắt chim cho anh em xem này. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở một cái video tiếp theo.